không 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 đi hả? Chưa tới tới rồi đâu quá chưa tới tới rồi lúc kén lận tì cứ mỗi giờ tì hứa mọi người đau quá đau quá. Các bạn đã tới lấy kinh tế xin tin dừa xin tin tin dừa rồi xin tin đen ở đây đây thì về đây an tâm thì về nhà thì chúng ta sẽ bắt đầu một bài test cơ bản ghê quá rồi nó có hiểu nè đây rồi nó ghê chứ thấy sợ quá chơi chuyên nghiệp mà đi chưa đâu nước rửa tay không mày rửa tay gì đó cái gì vậy. Đây đây quay 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 được giới thiệu của ủa nãy mình đi có thấy không anh giới thiệu của lời đầu khoan Hàn Quốc thì mình đã test thử của Đức rồi Hàn Quốc khỏe quá trời quá để chưa chọn lần nào bị mất đi nửa mũi này hai lần rồi bây giờ tới mày tin xích ra tin xích ra mà nói đi đi con ra đi chứ mày bị chọc nửa mũi nào đó tại nó hù đó sợ chết hù đó thì nó chạy chứ nó đi chứ đây đây là một sản phẩm của đến từ Hàn Quốc rồi cởi cái tem ra đi ôi ghê quá ông chuẩn bị sẵn cái này hả chụp chạy đi đây thôi thôi đi vô vô kiếm một mẫu kìa đi chạy vô không chuẩn bị này chuẩn bị một trong cái coi coi chuyên nghiệp rồi chết mất rồi mày phải qua đây đứng nè thầy tao phải chọc bố đây mà quan trọng là cái này là bỏ vô đây mà nó chết chi cuối rồi nè. Rồi rồi. Nè, ra. Kéo vô quay khẩu trang thôi. Rồi, cởi vô. Mình đây. Nó trái nè. Nhẹ hơn. Không 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 không. Đi hả? Chưa tới. Tới rồi. Đau quá. Chưa tới. Tới rồi. Lúc kén lận. Tì cứ mỗi. Giờ tì hứa mọi người đau quá đau quá tì mũi mọi người chứ tiền hả chảy máu ui nó là tì mũi mọi người sao mà chứ chảy máu luôn rồi tì cái mũi mọi người rồi. Sao lúc cá rồi lúc cán luôn mà tì cái mũi mọi người nó tới điểm gần là tới lúc cá là mày lúc cá nhưng mà cái mũi tao ngắn hơn thì nó ngắn hơn chứ thì sao mà thì bởi vì nãy kêu ông tự bỏ vô mà thì tao kêu tới rồi không chịu cái lúc cá mày sao không làm cái thiết tình đi mệt quá rồi cái này bắt đầu mình sẽ bóp nó nè mình bóp để mấy cái dịch đồ nó dính vô trong này là nó gây chết vi khuẩn nè chết vi khuẩn chị ạ thì nó mới có xác vi khuẩn nếu mà có xác vi khuẩn trong đây tức là mình bị bệnh ủa vậy hả tao test nghĩ xong rồi hả phải nhỏ vô kia nữa chứ đúng không tức là cái đầu tiên là lấy dịch trong mũi không đúng không bước hai là mình phải đi ngâm nó với cái chất này nè để cho nó chết vi khuẩn rồi nó chết vi khuẩn rồi bắt đầu mình mới bỏ vô cái bột lọc rồi mình chế vô cái kit test gì bột lọc nữa bột đâu? Cái đầu lọc á đâu từ để làm xong nó đi ủa nhưng mà bác sĩ Khanh nói mình ấy bao lâu anh ta rồi đầu lọc đâu đâu có đầu lọc gì đâu này mình hơi bớt này này để cho vi rút đồ nó nếu có nữa nó trong cái này nè nó bị cái nồng độ này nó làm chết. Dạ chọc còn hơn ngoài kia đó chọc còn hơn ngoài y tế ta chọc rồi thì bắt đầu mình bỏ cái này vô đúng không mình trộn lên từ từ mình rút cây ra nè cây ra mình bỏ vô nè cầm mấy nè mình bỏ vô lại cái bịch đến lát mình dục nè
tổng lên hả? Lấy cái đồng lọc nè. Giờ mới tổng lên nè. Rồi lắc lên. Lắc là nó xuống, lắc lên là xuống vậy nè. Nó đâu có phun ra đâu. Gì vậy? Lắc cái gì được vậy? Rồi, được rồi. Lắc qua lắc lại. Sơ sơ được mà. Nó trộn đều được mà. Nhỏ vô 3 giọt nè. Rồi. Rồi nhỏ đi. Nó qua được cái vạch T là ok đó. Nhiều ấy. Là sao? Là giờ qua vạch T hả? Được. Chờ 10 15 phút vậy mà. Không. Bây giờ coi nó chạy trước rồi lát đo 15 phút. Kỹ. Sao không thấy chưa hả? Từ từ nó đang nhắm. Từ từ của tao nó. Đó lên đó. Chắc không không có hả? Rồi không sao nhóm ơi. Hả? Không sao. Mà chờ 15 phút nữa cho chắc cú. Ờ. Em biểu mua luôn. Mua cái mũi luôn à. Mua ăn kem đi. Mua ba kích giỡn gì? Ăn kem đi đi đổ kem. Nè, giờ nó chạy qua tới chữ T mà nổi dập lên là mừng nó chữ C á. Đây trong thời gian đó mình chạy giờ được rồi nha. Nếu mà nó không chạy qua là cái trường test bị sai á. Chữ T, chữ C cũng có dập. Qua tên chứ thôi. Có nó động lên đúng không? Ừ, có chặt đó. Đó. Chạy ngang dập tới đó. Ờ. Thấy rồi. Đó. Vậy ok rồi. Từ đợi 50 phút cho chắc cứu. Hay biểu test đồ dởm gì? Đó, đậm mà. Tê đậm mà. Sớm em chọn nhà qua à. Chọn nút cái cán luôn. Ủa bình thường ta chọn lúc cái cán rồi mà. Đầu lúc cán ta điểm gờ là dừng ông nội. Ông kêu hướng dẫn hả? Ta điểm gờ là cái người phải tự cảm nhận là cái mũi tôi có người dài kiểu này người vậy kia chứ nào có lúc cán đâu. Thì mới kêu tự chọn cái nó không đau. Ta điểm gờ mày chọn cái mày thấy à cảm thấy đau đau đó là mày phải dừng lại đâu. Mày dừng lại, cũng mày mới biết. Dừng lại. Rồi. Thôi kỹ ra. Tê không có không? Đó. Rồi, ngon lắm, giờ vô ăn. Đây là khoan khoan khoan. Đây là sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Ủa? Xin giới thiệu, xin giới thiệu. Đây Linh đặt sản phẩm mình sẽ đính kèm ở dưới cho mọi người. sau khi đâu đã test thử rồi là chảy máu, tày da tóc giải cho mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy nhớ ủng hộ chiếc xì tin dừa và xì tin đen để kiếm thêm ít tiền mua sữa. Đây. À. Không sao hết. Ok. Cứ chờ 15 phút đi hả đọc kết quả. Rồi chờ 15 phút rồi. 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 Chuẩn bị chạm móc. 10 phút. Nhưng mà hơn rồi, hồi nãy tại em nó kêu bấm trễ quá. Đó. Thì bây giờ tới bây giờ thì cảm giác mình vẫn còn đau, nó hột mà chảy máu luôn. Nhưng mà mọi người hãy like đăng ký ủng hộ mình. Cái ta test này khá là ok nha mọi người. Khá là chuẩn á. Kỹ nó thì để 15 nhưng mà thấy qua 10 là ok rồi. Qua 10 là quá ok. 5, 10. Hai móc quan trọng. Ok. Rồi ok thôi chào mọi người. Video sau nhớ like đăng ký subscribe kênh Chí Xì Tin Dừa. Để dõi thêm những cái video hài hước. Và đây là Xì Tin. Đen đăng đăng này. Hai.